Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin được gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống và nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, hôm nay Ngọc Lan và Linh tiếp tục kết nối những cặp đôi đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Hy vọng rằng họ sẽ bấm nút hẹn hò để hướng đến một tương lai tốt đẹp nha. Bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Em chỉ rung động với sóc thôi, chứ em bạn này trai thì em không để ý khác. Con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Ý mình là bạn chơi cái gì? Sẵn bài. Vậy là bạn mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc, năm nay mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi mời nhà gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay. Bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống bia gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26, 27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh. Tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Tôi nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai dễ thương quá. Hết quạo luôn. Vậy thôi mấy mốt người ta có bồ người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. Để hỏi bên này. Mình thích xem phim, mình thích coi chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc chuyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc Quan Ti với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi. Không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Rồi. Một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Thì đọc vẫn theo chu kỳ. Như vậy là không có nghiện. Nghiện là cứ rối ngày ôi, chuyện đi đâu, lòng đi đâu, đọc vậy nè, thì mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm. Cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý người đó. Khác. Em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu là biết hiểu. Chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây. Nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính, hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính, hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại. Bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi với chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà. Đúng không trai? Dạ em không. Thích gái truyền thống không?
Dạ thích, em cũng thích ăn lạc luôn. Em nấu nhạt và giặt phèo à. À, ăn... à, hai bạn này hợp nhau quá. Hợp nhau mà ăn lạc thì đỡ có lên huyết áp. Được tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa. Cái sau này khi em mà ra trường xong á thì em muốn cho bản thân em 2 năm để em biết coi em thích công việc nào, thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái em bé nó rung. Rung hả? Dạ. Đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, vậy em... Thôi đừng thử. Không có. Bây giờ hỏi nè. Em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thầy. Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi. Bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Em có rung động với con gái không? Dạ càng không. Vậy thì được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao tại giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Còn sao? Được tình duyên sao nói cho bà Mai bà nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài, thì xa mặt cách lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa, một lần nữa xa đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi, nên muốn nên nên đây thôi. Rồi, bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1.5m đến 1.65m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết nấu ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng, bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị của em cũng không thích. Nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi, vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn đấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám nối hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại khoảng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu bạn đấy biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ơi. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á, mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ. Kệ, chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi. Rồi thôi chuyện đó chút đến, bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể, hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc về nhà cái bấm điện thoại coi TV hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương. Nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m7 cho lên. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản. Chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam mà. Nếu có thể thì tới hôn nhân á,
thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao, tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào, tại vì bạn em nó rất là nhạt, nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che là nhạt hoài rồi, chứ mặn thì tùy khẩu vị thôi, chứ thật sự ý là mình cách nói chuyện luôn. Phong cách đó. À, phong cách á? Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu, mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn, tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng thà thẳng á. Tính mình là luôn. Yếu tố hài hước này kia đó. À, hài hước à? Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhạt lắm, lâu lâu là nó nói chuyện sọt ra vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Trời, ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai Trúc đi với ai? Em đi với anh rể ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm, chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Yeah. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Yeah. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Yeah. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết, gặp nhau nó có thể có vấn đề nha. Rồi mở rào, nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào, cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt, mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là một ông nhà sản xuất quần nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. À, sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì? Để thời giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh, là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái bạn này bạn chơi cái gì á, mình hỏi ấy là gì? Người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi, còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì đó để giải thích cho. Bên này á, rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất. Nó kiểu kiểu vậy á, thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không? Sau giờ làm? Cái gì cũng được, mẹ gì cũng được. Đó. Thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mình đi làm về mình làm cái gì? Đó. Ngủ chơi, làm về mệt mới ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm cái gì? Soạn bài. Tự xử. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự là... Mặc dù là từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nói thiệt là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi cũng không biết đường về. Mình nói thật là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây, mình đi trên chương trình á, mình cũng lạc đường, mình đâu biết đường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học sư phạm kỹ thuật thì ít khi vô đây á, giờ vô đây giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà xuống không. Chuyện này giống mình cũng không thích đi một mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình trái gió, mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về quê luôn phải không? Và cũng không được quen ai luôn phải không? Thời đi học là lúc đại học á. Thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về thôi mà, nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... Cho ta.
có gì cả không chứ. Khó tưởng quá. Nè, để chị hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái đúng nghĩa là đoan trang, thùy mỹ, nết na, đoan chính, từ hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì về thế đúng giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc. Chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết cách để khám phá thế giới bên ngoài. Cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm gì lắm em. Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Lo gì? Giả sử nhưng mà giả sử như hằng là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi, thì nhắc em cũng lo được là, mà thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó, thì bạn ấy vẫn lo được mà, tức là vẫn chỉ có điều là bạn ấy không biết đi ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó, nó giống như tờ giấy trắng thôi. Còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn, là em dạy mỗi chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy không dạy thôi. Là sếp đủ gì đó. Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ, em ở Hóc Môn, mà ngay cái khúc Bến Xe. Thôi xa quá. Bến Xe An Sương. Xa quá. Tính, không xa lắm đâu. Không có. À, mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok. Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á. Em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ thử mở nhạc rumba cho hai bạn ấy nhảy thư chút xíu nào. Cho chịu thua chị ơi. Đứng dậy lắc lắc. Không làm nữa tôi không gả. Đứng lên. Bây giờ bạn bỏ tay lên đây, chưa? Tay kia để lên đây. Rồi. Khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi, này, đi quay. Rồi, quay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chứ chị MC đâu. Không tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi mệt quá. Ngại lắm. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút. Còn Trúc thấy sao? Thật sự là chút luôn. Có chút luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, khỏi bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ nắm tay được rồi đó. Nó từ tay đang vô thấy không? Thì quyết liệt là nó tới thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt tã, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng.
nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng Hẹn Hò Split Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, cảm ơn hai em. Cặp đôi này bấm nút thì làm cho em rất là nhẹ lòng, bởi vì lúc nãy em rất là lo sợ. Không, thực ra các bạn rất là trong sáng, trong veo luôn. Ngay cả bạn trai cũng thế, nói có mối tình với bạn cũng chưa có kinh nghiệm gì tình yêu cả. Hai bạn này gặp nhau rất là hợp lý. Mà cứ coi như để cho hai bạn trải nghiệm đi. Đúng ha. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Fida KOA, tinh thần thép. Cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 rồi hả? Dư luôn, mấy triệu nè. Mấy triệu lận? Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, người ta đem tới mấy triệu lận. Anh ấy yên dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Xin phép được mời nhà gái ạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Tích Quan Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây à, lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Nhân Tài, hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, em làm hàng cơ khí anh. À, em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phía. Hồi phía luôn? Dạ. Lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi ha. 5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa. Và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt khoát để em phải làm cho được thành công. Và còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông. Tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại. Lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, ví dụ như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Đó là mình chỉ bực ở trong lòng dạ, thôi chứ không phải là mình nóng tính rồi mình la người này la người nọ. Đúng vậy. Tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Thôi mời Tài. Tu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập. Môi trường này em sống được. Rồi, sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia đó anh, em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được một năm vậy đó, mà chia tay này một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời ơi, tội nghiệp không? Trời ơi, tội nghiệp vậy trời. Đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được một năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Mới. Dạ, sẵn sàng. Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp đúng tới rồi. Của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chúa vợ tôi đó anh. Rồi
Nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ á, là em không thích lỗi. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu hả Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Vậy đơn giản bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia là chung thủy với nhau. Đi thôi đó hả? Dạ em run quá. Giờ run dữ không? Dạ run run. Đi từ dạ, lúc nãy. Dạ chào nhà trai. Dạ. Sao run? Như hồi đó giờ không có ngậu tới nó đông gì, ngậu trúng đông thì em ngại em run. Không run thiệt. Run thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái bền á. Như Facebook mà hay đăng nói này nói kia nó không có đúng cho thật á. Có bên đây không có đăng nói, nó không có nói gì hết trơn, trời, người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi chứ. Bên kia xài app không á? Không có, tôi là không có sống ảo, là tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ, ví dụ như iPhone thì em có nhưng mà ai đó thì em chưa. Đó, chỉ có đó, vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi xong. Bên đây có sống ảo không? Dạ không luôn. Không có luôn. Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp với chương trình cho em mượn. Coi đó coi. Thấy thương không? Thấy thương. Trời đất ơi. Rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác anh trả lại. À mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn. Mấy triệu lận. Mấy triệu lận. Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, người ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu thôi, có hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng rồi? Cách đây tới 6 tháng anh chị, khi ở sớm em nó cũng quánh lộn á, cái một người thì có rượu một người không có rượu á, nói này nói kia, cái ông không có rượu ông nóng vô ông quánh ông kia thấy gì thấy nghiệp, ông xỉn rượu nhỏ con quá vô em can xong thục thục cỏ quánh ông kia ông né trúng mặt em để gãy nửa cái răng nè. Thôi được rồi, chắc hai đứa nó cũng như quê lên, không có ai mùa này dịch giả mai lên đâu, thôi thôi mình làm mai luôn mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa đến nhau được rồi. Mở rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai nữa đâu hỏi. À đúng rồi, đâu có ai đi chung mà quên. Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi. Hít thở sâu vô. Bớt cung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt cung. Đó. Bằng ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con có cái quà tặng gì đó cho người ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó, mua nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua. Nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao là anh chọn món quà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên. Giống như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý cũng dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không, đồ của em mua này kia đó không? Rất thật tình luôn, chính ra là chúng ta đang cần những người thật tình thế này nè. Dạ. Rất là thật luôn. Tuần gặp mấy lần ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ, trước mắt là như chủ nhật kia đó. Dạ. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Nhưng mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi. Mà ở dưới Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có tương đấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em không có cho em đi làm xa. Cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. Em hỏi anh là, ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có vấn đề làm dâu không?
Nói chung cho mẹ anh cũng giỏi, nhưng mà anh nói dù hai đứa có quen nhau thì sau này ở đâu cũng được, ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ gì đó, còn có con cái thì đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con về thăm ba mẹ cũng được. Ngon luôn. Chưa gì giao con cái cha mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Rồi tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. À dạ. Ý có thể về được không? Dạ được, thì bên nào cũng con một hết, thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại, tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu, thành ra là gặp gia đình thì lập gia đình, chứ thì mình cũng phải tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Ừ. Đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định gì nào mới? Em thì tìm hiểu là phải từ nửa năm tới một năm thì em mới có thể trả lời được. Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên mà cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công tác anh, nhưng mà em cũng gắn dự định làm có vốn khi mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Yeah. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho ý nghe đi, giao lưu cho nghệ chút coi nào, thoải mái vô. Em hát bài đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chủ đề gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời ra cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mất ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Hết à. Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái nói đi. À, em nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi, nói đi. Thích rồi đó. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên, thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn anh. Yeah. Để mình đi hết cuối cuộc đời này. Yeah. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Nãy giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa xem, nếu không thích chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã bóc. Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Mắm tay nhau được rồi đó. Mắm bên này. Mắm đúng không? Dạ nắm rồi nè. Có ba ngón vậy hả? Nè, vậy nè. Đó. Thấy sao Tài? Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ rung, tại vì em sợ còn bấm em rung thì hết rung rồi. Hay lắm. Đây sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sống về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng Hẹn Hò Sweet Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn anh. Rồi. Về Cần Thơ nha Tài. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi họ đã đồng ý hẹn hò với nhau.
Hy vọng rằng tất cả mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Xin phép được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép và tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống đã đồng tài trợ cho chương trình. Và bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thì mình tên là Phan Thị Ngọc Nương và hiện nay mình 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay đến thì cảm xúc thật cẩm hết trơn á. Vui có, hồi hộp có, còn nói chung là hồi hộp nhiều hơn vui. Thì bạn nam thì cao cũng phải trên 1m7, tại vì nó thiệt là mình 1m63 rồi, trưởng thành, vui tính, dịu dàng. Kiếm được một bạn trai là cao 1m7 cho lên. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thì quê quán thì không phân biệt mà nói chung là gần thì càng tốt. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây là mật ong nhà sản xuất của nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. Áo thun em mua thì có cổ với lịch sự, đi chơi cũng được, đi làm cũng được. Nói chung là đa chức năng, chứ giờ nào giờ em không có đi sinh nhật bạn trai. Nên em thấy là áo thun là hợp lý nhất với chị. Rồi hy vọng mình với bạn sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thạch Trúc. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng, làm việc ở Phú Mỹ. Mình cảm thấy vui thì khi mà chương trình đã kiếm được người phù hợp với mình nhanh như vậy. Tại vì mình thấy nhiều bạn comment trên trang fanpage của chương trình rằng mất mấy năm mà cũng chưa kiếm được người, có khi có người mấy tháng, thì mình cảm thấy rất là vui. Mình mong muốn kiếm được một bạn có tính cách hòa nhã, hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ và năng động trong các hoạt động xã hội. Tại vì mình rất là thích các hoạt động xã hội. Ưu điểm của em là vui tính, hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính, hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi với chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà, đúng không trai? Dạ, em không thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạt luôn. Em nấu nhà tự nhật phèo à. À ăn. Nói hai bạn này hợp nhau quá. Đúng rồi, thích mặc phụ nữ mặc dài. Người với nó không nhìn dáng vẻ thức thật. Thật sự là phụ nữ mặc áo dài rất đẹp. Và người theo phải tự do nhiều. Nhưng mà việc nhà thì phải ra được nhà, việc xã hội thì ra xã hội. Nhưng mà muốn làm cái gì á thì cứ nói trước, mình sẽ sắp xếp công việc. Thường á là đi xây dựng mà lúc nào cũng karaoke, nhậu nhẹt, cũng vì học có cái gì cũng để chừng chỉ làm xong về nhà hết. Thời đi học là lúc đại học á, thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ, nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Vậy là bạn cũng cho ta. Giả sử như là lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi. Thì em cũng lo, không ở lo chỗ được là mà. Thì ý em có nói là lo ở chỗ, lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó? Thì bạn ấy vẫn lo được mà. Tức là vẫn. Chỉ có điều là bạn ấy không biết yêu ngoài cuộc sống màu sắc thế nào. Điều đó mới thú vị, em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó. Nó giống như tờ giấy trắng thôi, còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút. Còn Trúc thấy sao? Thật sự là Chút một. Hai. Ba. Hết thời gian.
Thì mình cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà cũng rất mừng khi mà được làm quen với bạn Nương. Thì thật sự là hành trình của mình và bạn cũng còn rất là dài. Thì mình hy vọng rằng trên hành trình đó thì cả hai đều ra sức vun đắp cho mối tình này để cho nó đi tới được một kết cục tốt đẹp nhất. Thì bây giờ thì em thấy rất là vui vì chương trình đã tìm cho em một mẫu người khá là ưng ý. Nên em sẽ cố gắng vun đắp và cho hai người hạnh phúc hơn. Thì bây giờ thì cái vấn đề lớn nhất là thời gian. Nếu như thời gian qua được thì mình sẽ qua tất cả. Hãy để thời gian chứng minh cho tình cảm của chúng ta. Tôi tên Nguyễn Văn Tài, năm nay 33 tuổi, đến trường Đồng Tháp. Cảm xúc trong lòng rất vui và cũng hồi hộp. Nhưng không biết bên nữ kia như thế nào. Mỗi tưởng tôi là như lễ phép này kia, biết lo làm ăn chung thủy là được rồi. Chính cách như hiền, biết ông bà, cha mẹ, người lớn gì đó. Em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa. Và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là ở đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt khoát để em phải làm cho được thành công. Và còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông, tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại. Lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Chương trình gọi bất ngờ thì tôi cũng chuẩn bị chưa kịp, thì tôi cũng có món quà nhỏ, nó không đáng giá gì nhưng mà cũng tấm lòng tôi dành cho cô ấy, mong cô ấy chấp nhận. Dạ thì cũng tặng cho bạn gái một bài hát. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á, rồi cái chương trình tội nghiệp chương trình cho mượn, nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Có lẽ ông trời ra cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mất ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Thì tôi cũng năm nay cũng 33 tuổi rồi, thì nếu mà tìm hiểu trong một thời gian nào phù hợp mà cảm thấy tình yêu đủ lớn thì tôi và cái sẽ tiến xa hơn, dù chung một nhà. Tôi cũng muốn qua lời nhắn với bạn nữ là như chương trình đã tạo cho mình một cái duyên, mình mới được gặp nhau như vậy. Thì mong mình ở trên đây thời gian ngắn thì không thể nào mà nói hết nên lời được. Mong bạn nữ bấm nút để mà mình có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn, chứ trên đây thì thời gian ngắn quá. Cảm xúc hiện tại của em trước khi tham gia chương trình là rất là hồi hộp, lo lắng mà cũng rất là vui khi mà đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mẫu người và bạn nam mà em mong muốn khi mà đến chương trình này đó là có ngoại hình cao ráo, sáng sủa, nói chung là về tuổi tác thì cũng xứng đôi vừa lứa với mình, có công ăn chuyện làm ổn định, có trách nhiệm với gia đình, với tôn trọng phụ nữ. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chú vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ là em không thích. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu hả Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Vậy đơn giản bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Ở đâu cũng được, nói chung em ở tỉnh miền Tây thì thành phố hoặc tỉnh miền Tây thì cũng được, đừng có xa quá thôi. Thì trong lần gặp đầu tiên thì đầu tiên là ngoại hình, rồi sau đó là cái cách nói chuyện với nhau, trao đổi nhau có hợp hay không. Hai. Hết thời gian đã bóc. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên, thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn anh. Yeah. Để mình đi hết cuộc đời này. Yeah. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Cảm xúc thì lúc đầu hồi hộp nhưng mà giờ thì rất là vui vì tìm được mỗi người như mình nghĩ. Nói chung là tham gia chương trình vừa rút ra được cho mình nhiều kinh nghiệm, vui vẻ và có quen thêm một người bạn trai mới. Thấy cũng tương đối với sự lựa chọn của chị. Nhận xét thì anh cũng nhiệt tình, chân thật. Và nói chung là cách nói chuyện thì cũng rất là hiền lành, điềm đạm. Nhận xét thì cổ cũng nhìn cô bạn gái cũng hiền, cũng điềm đạm, dễ thương. Anh nhìn em rất là thích, anh muốn được cùng em nắm tay hết cuộc đời này.